Okay, let's go everyone. Okay, welcome back to our class again. Okay, today we're going to continue our lesson, Grammar Speed Room. But today we're going to study about lesson. What lesson that we're going to study? Hello, Yuta, do you know what is our new lesson today that we're going to study? Lesson said present continue. Who am I, Vin? Okay, present perfect. Ah, present continue us. In question form, right? Because previous lesson you talk about simple continuous. Namatha panjabon kal thomada rabo present continuous. Hai nung negative na tamrung negative chipade pade side. Okay, so today we're going to talk about present continuous, about question sentence. Okay, but before teacher start and move to our new lesson, teacher have to review some, sorry, read some vocabulary. Tanita, can you read here? Do you see my slide clearly? Nita, hello. Yeah, sir. Can you start to read now? Wait. Question, not a sentence requesting some no and joy. Mm-hmm. Oh, sorry. Mm-hmm. What? Enjoying to be pleased. Pleasure, to be pleasure. Hay chớ đâu à năng người ta mà giờ lỡ mình vào chùa bản năng tự tạo hẳn lỡ ta muối vậy ta. To be pleasure lại nữa, pleasure. Mà sẽ đào chỉ cái lô chụp chụp chạm tích nhé. Cái lô nhẹ chô ta xe quạt ọt đăng thang xe lại những ấy. To please, to make. Okay, ta. Read from you. Enjoy to make pleasure moment a minute portion of time. Usually knowledge thomada. Believe to itself as the true truth. Remember to retain in the memory trong trang. Opinion to think cùng nhật tình. To just by mankind, trigger a small knot on paper, spot. Process to make owner or holder of properly. Relax to take rest. Request spot under the quest as ball will be. Library, when I lie, always. As use hand chia chin again. Hope. That's a come. I feel that what is wanted will happen or later. Okay, ta that's me. Can you continue from Nita? Hello, that's me. Vocabulary question. A sentence requesting enjoy to make pleasure. Comment. Yeah. A minute fraction of time. Yeah, usually, normally, believe. To accept as the truth. Remember to retain in the minor opinion to sing, to judge by mind, take it,
take it. A small knock pepper pulses to make over. Cái này is small note. Small note means small knot. An immediate. Small note on pepper pulses to make over or holder of properly. Relax to take hours. Request spot used to drip a ball size. Library. Cái này ăn tham mà chả stick. Cái này stick nó cứ khé. Stick nó cứ a ball. Mà thà, xem lại vui ball. Used to stick a ball. Stick a ball. Đó nè. Đong vai say ở đây cứ như vai say. Vậy từ màu á, dừng lên xây á, chị ta, score đấy. Có chứ. Nâng à, kê thà racket. Chị anh thà racket lại nhấn á. Racket. Vậy chứ C nè, R-A-C-Q-U-E-T. Chờ tôi xe chụp bà sẵn. Cả lâu bị năng về mình sơ ní. Ok. R-A-C-Q-U-E-T. U E C thật. Vị thi ấy chờ. Vị thi cho làm bằng. Thưa nhé, cho bà nói bị đang gừng chẳng. Dạ cho lắm đấy. Ta. Always at all time hope or feel that a heart is. Đọc bị này. Hope bên đây tha. A feel cái này ni chờ lục chào này. Cho cái này lục bật khơi. Cái này cứ snap chào đi. Nè lại nè, snap chào thì nó ngờ chưa xây cho lắm một bản lục. Ok, a feel that what is wanted will happen. Mới tha khi chăng dựa bị cùm nó nên nơi ná cốt nâng cạt lang á, phong vật ná hay vì nâng cạt lang chẳng ấn tốn ấy. Nhưng mới tha, đây sẵn khẩm, mới tha ca phong ở vầy mũi vì nâng cạt lang, tốn ấy. Tỏ, anh đi xin nhé. Tỏ, thank you. Ok, if you are ready, please move to the next slide. Hello, Nita. Yeah, sure. Okay. Do you know what is our new lesson today that we're going to study? Ta dựng nâng tham mê riêng, mấy dựng nâng tờ riêng mê riêng ấy. Cứ present continuous. Okay. Present continuous ấy. Slide mê lô tờ màu. Present continuous. Am I? Đúng ấy. I'm winning. Chẳng mấy thằng cái talk about question sentence. Dường bị bởi dụng xóm nùa nè. Nè. Chẳng ngày nó cứ dường dường bị question sentence. Form mà huy cứ ấy kì. Form mà huy cứ ấy. Score ấy. Question sentence. Như ta. Do you know it? Hello, Nita. Yeah, Do you know the form of question sentence? Yeah, tầm rung question. Lời mới, cứ to be nhé. To be mình này class, am. Is and A and R, right? Là hay kì? Mấy đi ta? Plus object kì chà. Okay.
Object. Verb sân á. Ai mà giấy nè đang quy hiện qua cái này cho nè. Trong cái đó ý kiến rằng that's mấy? Objective nè. Còn nè, phần nắng. Nếu cứ rút một môn robot tầm rung này question. Tầm rung chỉ question. Còn nè. Rút một môn tầm rung chỉ sầm nù. Chẳng kì vô thu bi mà đã bị một bình đẳng ọ. Lấy nắng, vô lấy. That's mấy, toàn nó lấy nắng. Ở cái này bắt subject pronoun rồi nè. Bắt S này, S lấy nè. Chẳng to be cái vô mà đã bị mốc, bắt đầu máu subject pronoun, bắt đầu máu verb ing, bắt đầu máu objective. Toàn ấy, nè, form of viên ở khẳng cao mà. Khơi nhé. Khơi nhé, rụng môn nắng. Nhìn rụng môn bên trẻ. Nè, còn đấy. Nè, khi nhé, khi ghi vô to be mà đọc bị mục ấy. To be phở cho mùi I am are is he is it winning. Khi nhé, tặng ngọt cái này. Toàn nó lại nhắn. Nế cứ chỉ rụp môn bảo vệ. Hay mưa vô thì ta. Thì dạng mưa toán. Ok, ta hả là dương châu ta đo à. Nhưng này bảo dương mong tới. Chỉ mùi nhung mê riêng bảo dương này nắng. Look at those questions. Are you enjoying that drink? And ta này anh dê chỉ mùi nâng phê chạy thằng lúc tế án. Is he watching TV at the moment? Ta quạt bàn nâng cầm bông mưa tù rực tù rứ. Are they working hard? Ta phụ kê bàn khát khom prang, bàn nâng cầm bông khát khom prang prang phư ca rứ. Ok, number two, cho nó chi muối. Nhưng mà nó lỗ ngay nè. Tôi nấy, chẳng cho nó chi muối cứ còn ta chìa sample ở tì hò tì. Cứ chìa tì hò khlay khlay muối để cứ pra mò tì hò tì. Lấy chúng ta chỉ muốn chọc hỏi. Cùng lên. Ta thì bí cứ we form present này, này cứ tùm rung á. We form cái này tùm rung. Rồi có rụp môn. Present continuous like this này. Rụp môn with to be plus. To be mình này là am, is, and are. Hay plus subject plus verb ing plus objective. Trong cái đó cứ ấy kế. Cứ question mark. Thì chấp lệnh đã tiết hời. Sorry Paul. Chấp lệnh đã question mark á. Còn nè. Còn đấy thằng học này. Ta đã khó, ta đã khó mong ví dụ mùi. Ok, cho nói chị bay cứ bần nắng chờ xong mà lộn tư. Nói chị bần nắng cứ chờ xong lộn tư tị bay mong. Here are three comments. Present continuous question. They all mean. Mình nên thằng bác giải nhắn. Here are three comments. Thì ta. Yes, sir. What is common mean? Here are three common present continuous question. Nhi cứ chi ai ghế? Ai cái này ta nhảy nhảy mà. If you smell something. Nhi cứ chi common mà sẵn là simple, sẵn mạnh. Sẵn là từ lưu present continuous common mà ta common present continuous mà ta chia tì hoa tùm rung bạp sẵn mà chẳng nguồn. How is cái nâng how is it going tạp bê tùm rung cách how's it going how are you getting on? You know getting on? Nita? What has been getting on? Hello, that's my. Yeah. No, right? Next one is, how are you doing? Ta nè bạn gặp bụng thử ý đấy. Okay, this is example of two people that they was talking.
Hello, how are you doing? Ta này anh sọc sờ bài gì tí? Nè, bị how are you doing? Mình đây tha sọc sờ bài gì tí? Nè, rồi nè. Very well, thanks. And you, khởi dậy cái trái mỏ lo nè. Cho nè bính. Ta, point four. Point four, give point four. In English, we cannot say I'm liking. Chẳng mình kể giá kể bị chạy mình thật dương mình ăn dễ bị đi bán mình thật mình kể giá sắp mà chẳng muốn đại dương ạc ai phở ai anh chị bán thì tệ tôn tên nâng feeling verb kể giá sắp tệ tôn tên nâng ả rõm kể thật linking chẳng hạn tệ tôn nâng ả rõm của bán này nhưng dễ dối dối tỏ mình bị ếch lạc đại dương thật đấng tỏ đi dụ bị nấu của dương ạc ai phở bán thái tỏ nế chứ mùi ai anh chị ok dương xế dương anh dễ bán thật I like tennis. I know your sister. Thế nhé, dừng anh dừng chẳng bàn ta dừng ta I'm liking tennis ở bàn tế. Né, sao phải toán? I'm not knowing your sister ở bàn tế. Để sao phải dùng nâng cư ở ta chỉ mùi anh chỉ form tế. Né, cư dừng ở phết bộ verb chẳng nâng cư dừng ở đây ta chỉ mùi nâng tùm rung present continuous bàn tế. Đó nế, chẳng tặng ọc nế thờ tế. Rồi dặn, mình bị ếch là hả lời dừng tùm mưu tặng ọc nế. We do not usually use this verb in the present continuous. Mình thật dương mình prá bị tàng nu. Nó chỉ tu tới dương mình prá bị tàng nu. Kể giá sắp tàng nu nè. Kể giá sắp. Verb nít kể giá sắp. Nó không present continuous day. Đôi chỉ bị like, bị know, bị had, bị love, bị understand, bị believe, bị mean, bị remember, bị want. Chẳng bị tàng on nó cứ dương ọt prá tùm rung time ing day. Toán ấy. Sao phải toán á thì chất dương chỗ đó practice exercise cái này vô tập phương bây giờ cái này sắp cho bị dấu hai cái này vô tập practice cho mỗi exercise bảo dương make sure how many percent that did you understand from our lesson today thì ta vô trên giấy ta hello này ta yep cho chẳng đi trên giấy chẳng ta có màn phía rồi đây còn này vô lòng phí mê riêng bảo dương ngày nắng hay dương vô tập practice cho mỗi nắng exercise bảo dương toán yep. Let's continue bao nhiêu điểm. Okay, number five. Chúng nói chỉ prám. Sing, good, and have mean. Good, hai nâng mean. We cannot say I'm thinking. Kiệt ai ai prá thinking. It's good. Thinking it's good. Mình thấy dương ai prá tập trung sing. Cứ chỉ buồn tập trung an chi tê nè. Kiệt ai prá tê chấm á. We can say I think it's good. I think. Rồi. One more thing. Smarter in my opinion it's good. Mình thang dương dương bị opinion bởi dương cứ là o. Để tôi từng bị I think nâng. Rồi xa tà lớn nâng bà ạc bàn tì. But we can say she's thinking about the film we saw. I mean that the film is in her mind now. Mình thang có bàn kết bị rương nâng rồi xa rương nâng bàn châu tôi không chật bỏ cột. Còn có phụng để cực hướng nâng. Mình chẳng còn ai prá thinking thì bàn. Tốn ấy. Thôi mà nãy dương mình ai prá sinh thì tê bàn thì I'm thinking it's good. Mình thang có phụng để cực. Còn cực nâng bàn thì sao à rõm nâng bị ạ toàn màn châu được không nâng tê. Chẳng mình thang thinking cứ kê trong dì ổng bì rương ra ấy mùi. Tốn ấy lại nâng. Nhìn dì ổng bì phím nè. Thế. Sinh nâng còn có phụng cực cực bì ấy cực bì rương. Chẳng mình thang tốt là mình sẽ gặp một cái mùi thuở ở chỗ không chất quát thực cái bảo vệ thinking bản thinking about the film we saw chẳng khởi nhé còn nhiều một cái gặp một cái được ở rương đại có bàn mơ nâng bàn mơ nâng xó nó bàn khơi rồi bàn mơ từ đó đấy. One more thing, we cannot say I'm having a ticket nhưng mà anh dễ thay dương miên sở bọt lan cái đồng án này nhưng thật thương mình I have a ticket nhóm miến sầm bọt I possess a ticket you know possess nó không bị mình ăn tham ấy possess mình này nhớ hello hello đi ta that's me hello đi ta yep thầy yep. Possess mean này thầm mày.
mình nói thằng mấy năng phục gì nữa mình nói tha nhưng anh gì tha trẻ chỉ cam mà sất có bán hello là bố lấy tao nói cái này là bố lấy chui sai chưa không cam mà sất rư có cam sất rư ấy kì giải đã cam sất mũi mắt position là từ lưỡi cam mà sất mình thà support nắng cứ I have a ticket mình thà nhung miên support mình thà I position ticket nhung miên miên support mình thà support nắng cứ chỉ cam mà sất rồi còn chỉ nhung miên sất can support nắng toàn nát lại nhá but we can say I'm having breakfast và tại nhung ai vậy bàn thà nhung miên là hà về bật bàn toàn đấy nhưng anh ấy perhaps chỉ muốn một ticket bán tay kêu chị mấy chúng ta we cannot say have a ticket vô lưỡi I'm eating breakfast nè anh chắc mình thản đấy cái anh vậy bán tại phải ní cứ vậy bán tay vô lưỡi I'm having a ticket cứ vậy bán tay tại I have a ticket bán tập bán đấy tao ngon cái này lại đến tuần này that's my hello that's my hello that's my ta ឥឡូវយើងទៅមើល exercise របស់យើងបន្តិចបន្ទាប់ពីយើងយល់ខ្លះឥឡូវមានឆ្ងល់អីឡើយណាទេនីតានីតាមាន question អីដែលឆ្ងល់ទេ no Sure, are you sure? Yeah. À getting ni jeung bọt tha mịch đặng ế. Getting on mi tha ri chamran. Sâm đau tới lơ mục robọ ca ro si. Rồi có bạn đang cầm phung đi chùm ra lại nâng như người ta getting on mình thật bạn đang cầm phung đi chùm ra toàn đấy chúc comment đi nhưng bỏ thằng mình vô lấy hello hello đi ta hello that's me Hello Nita. Yeah, cha. Yo lại bị năng ấy. Lại smay lư lư chơi gì lại smay. Lư chờ. Ừ, ắt chlai mùi chơi cho mình đăng thà lư. Tỏ. À thằng mấy lại đang bị năng mình chưa bỏ thằng mình bị năng. Nhưng anh ta sam mạnh nhé. Nhưng anh ta thò mà đá được có sam mạnh. Dương anh ta xa mạnh lại nữa, comment nữa. Vì comment nó cứ mình đi theo xa mạnh thò mặt đà. Mình thà, ní cứ chia thì họ bay thò mặt đà rồi bỏ present continuous chia tùm rung question. They all means how are you? Tầng ổn nó cứ mình đi theo how are you? Chẳng mình đi theo how's it going on của bạn, going của bạn. How is Are you getting on? Getting on cũng là cái trang su sọc tục mà thà mà chơi. Sơn đào từ lớn một là bo rồi có sọc phep rồi có mà chơi đi chấm ráng đào na hơn chắc đấy. Chắc mình thà bị tượng on nó cứ sơn đào từ lớn sọc sờ bài được nhỉ? Vô lấy cái này nhá. Chúng ta đi bay vô ba nữa. Chấm. Khi prapra present còn nhiều còn nhiều pi ca su sọc tục thì đại. Còn đấy. Chẳng thấy trang bằng phát cư nơi không chúng nói tìm án, tìm buồn. Nghĩa. Biện tầng ổn này hai đại dương mình ai pra nơi không tùm rung present continuous bàn tê. Toàn ấy. Cứ biện tầng ổn này ghi thở đỏ trình. Cứ dương trang bằng năng máu. Biện hay dương tờ practice mỗi giờ sai bỏ dương cư complete the lọc mà mớ biện tầng nông phò. Toàn ấy. Đấy xa mấy.
chẳng biết rằng nó cứ dùng ở đây pra nó tụm rung present continuous như bà đi cứ verb tiếng ổn cứ mình ai bằng time ing form bàn thì chắc xa bạch tốt. We do not usually use those verb in the present continuous dùng ở đây pra kể giả sạp chẳng ní nó tụm rung present continuous bàn thì cứ dùng mình tới bằng time này tại kì việc tham mình tới bằng time ing thì mình ảnh khá thiết từ mình dễ tới mình tới pra ná vô lỡ bằng năng ta hỏi lời dương từ mưu ni dương tới chẳng ta mưu exercise bởi dương tí bởi tái exercise bởi dương này nâng cứ chờ cài đấy chờ túc cài à tất cả rồi ná ê thì chờ còn là bởi dương tên thì ta mên mên sập hư ấy bởi còn này tập print sập hư mà ban thua lùm hạt ạ à. That's mấy hello that's mấy nhưng miền phải ta chờ ok và tại anh chưa sai cái này thì phải ăn nữ chờ ok để smay nơi tiệc cái này miền mà sân print này quạt lift tôi bắt lại chờ ok ta lấy ra thì ta mưa sầm núi chờ bây giờ hay chờ đừng bị chọc tạm bằng chỗ make question by putting the word in the bracket in the right order đọc một tí trong cái đó chẳng biết tha dương một pin bây giờ question nắng tầm rung question là đã bịa nó không vùng cái chọn nắng ở bán tam lùm đạp lùm đào nè anh đi slide tìm mũi lùm hạt practice tìm mũi tập thì chờ move to next one make question and answer make question and answer bậc ca chi sầm nú hái slide use the present continuous đại bậc ca chi tùm rúng present continuous form nhưng mấy trăm ấy thì ta subject plus to be plus verb ing plus again object object thì trăm ấy chẳng bớt sân một cái này trăm thì mỗi thời gian nó không mê đến thời trăm bấy thì mỗi cứ mua the title of the lesson the second cứ form rụp môn the third is sorry the second is a name definition form and example buôn chùm nội nè bởi cái này trăm buôn chùm nội nhưng hãy cứ fluent exercise cứ easy nè vô rồi tỏ nế tỏ number point C chùm nội C put sorry, put a tick next across sorry next to a correct sentence and across next to the wrong sentence. Yo là cái này gì ta? Cho ai dùng tick nơi không bị dụng để tâm tới hay nên khoái nơi không bị dụng để khó. Yo là cái này, xuống lên này. Yeah, sure. Đó, next slide. Ok, ní cứ homework bảo dưỡng và tay homework đã tới đỉnh đạo homework tới đây này. Chẳng ngày nâng dương đi làm vi present continuous này cứ homework bảo dưỡng complete this conversation use the verb in the bracket nè vùng cái chỗ nâng in the present continuous nè ta vô nữ bà nâng vô chờ ta admin AT dành tới cho bậc này dương rốt trao cho ai nè còn xâm ra ai ok goodbye nè ta admin AT ngày nâng cứ dương bị chọc thầm nâng cho goodbye, see you, Nita. Good luck. Bye, Charles.